Dù phải đến giữa năm 2024 mới hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong dịp Tết, các nhà thầu đang gấp rút thi công gọn gàng các hạng mục nhằm giúp người dân đón Tết thuận lợi và sạch đẹp. Tại dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, dù đến tháng 5 năm nay mới hoàn thành, nhưng trước Tết Nguyên đán, nhiều hạng mục như thay thế bó vỉa, đan rãnh, bồn cây xanh, tãnh thoát nước đang dần hoàn thiện, gọn gàng để thuận lợi nhất cho sinh hoạt của người dân. Sau hơn 4 tháng thi công thì đơn vị thi công cũng đã hoàn thành đến khoảng 98% cái khối lượng theo hợp đồng được giao và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng trước Tết Nguyên đán để phục vụ bà con ăn Tết. Tại dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, các đơn vị đang khẩn trương thi công mở rộng mặt đường, lát đá vỉa hè, hệ thống thoát nước một số vị trí trọng điểm để phục vụ cho người dân ngay dịp Tết Nguyên đán. Đơn vị thi công cũng tăng cường các cái phương tiện cơ giới, lực lượng nhân công về làm chế độ làm tăng cả, làm cả buổi đêm để hoàn thành tiến độ để đáp ứng cái kịp cái dịp Tết. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có 5 dự án cải tạo vỉa hè, nút giao, mở rộng đường đang được triển khai. Các đơn vị thi công đang thi công theo kiểu cuốn chiếu, làm gọn lại những vị trí trọng yếu đi lại, đảm bảo cho người dân đón Tết sạch sẽ, an toàn. Ban quản lý dự án chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, tranh thủ mọi thời gian, có điều kiện về nhân lực, huy động nhân lực, vật lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và làm việc với các cái đơn vị chủ quản các hệ thống an toàn kỹ thuật liên quan để phối hợp trong quá trình thi công và đã chỉ đạo nhà thầu là phải khẩn trương tiến hành khẩn trương các cái công việc trên hiện trường nhằm hoàn thiện các cái hạng mục tính cơ bản để phục vụ cho đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông để phục vụ nhân dân đón Tết. Ngoài tiến độ chất lượng, chủ đầu tư cũng kiên quyết xử lý ngay các nhà thầu thi công không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.